Vậy là trận tứ kết bắt đầu anh em ạ, tứ kết một cho anh em ơi. Đó, đừng che chỗ anh ngồi đi. Đúng rồi, trước tiên. Tình huống phát bóng đầu tiên của Tú FC. Bên này sang thứ. Bóng đi sang ngoài và điểm số đã thuộc về bên phía của team Vũ Arsenal. 1-0. Vậy như vậy là điểm số đầu tiên nó thuộc về team Vũ Arsenal nha anh em. 1-0. Bây giờ đây sẽ là tình huống phát bóng dành cho bên phía team Vũ Arsenal. Phát bóng vô cùng khó chịu của Tiến sĩ và tình huống bàn chân thành công của Đinh Văn Phương đối với là Trần Đình Tú. Bây giờ thì tỷ số là 2-0 rồi. Quá trời quá đất. Anh em theo kèo nào anh em ơi? Những tình huống phát bóng của Huy Con. Tình huống quay và ná đạn thật sự là quá tốt từ vị trí của Tuấn Sĩ. Tình huống quay rất khéo. Đinh Văn Phường đã đu theo chắn và chắn ngang bên phía tay trái của mình. Và nhộn nhịp cả trong sân lẫn quá trời quá đất chiều ngoài sân nữa. Tình huống phát bóng chưa qua lưới đến từ vị trí của Tuấn Sĩ. 3-1 dành cho bên phía của team Vũ Arsenal. Anh em nào theo đội nào anh ơi, comment cho mình biết với anh ơi. Để mình kiếm ít anh em ạ. Việt Nam đó chính là Quý FC. 2-3 dành cho bên phía của đội chủ nhà Hiếu Hải. Này. Hơn 700 rồi, anh em cố gắng cho mình một like anh em nhé. Sắc ơi là sắc. Huy Con phòng thủ tốt đến từ vị trí của Tú FC. Chơi vâng, phát bóng rất mạnh của Tú FC. Đinh Văn Phương, đó là tình huống phát bóng tốt của Đinh Văn Phương. 4-3 và điểm số hiện tại là 4-3 cho Vũ Arsenal nha anh em. Bây giờ thì sao, tình huống phát bóng của Huy Con. 4-3 bước một tốt của Tú FC. Biển ơi, vẫn lại là pha xử lý tốt của chàng trai đến từ quê hương Phú Yên. Chàng trai đến từ mảnh đất Phú Yên, Quý FC. Cambodia vào tứ kết rồi nha anh em. Đây là trận tứ kết đầu tiên. 4-0. Rất đội hiệu. Bước một tốt. Và pha bóng vừa rồi, bóng trong sân bóng đi ra ngoài. Nhưng trong pha bóng vừa rồi, trọng tài chính đã bắt lỗi chạm lưới. Vậy như vậy là quyết định của trọng tài chính. Lỗi chạm lưới và điểm số dành cho bên phía của đội chủ nhà Hiếu Hải. 5-4. Và điểm số 5-4 cho team Hiếu Hải. Người sát sát như tí. Bước một chưa tốt của Đinh Văn Phương. Huy Con bật bài vào tình huống xử lý tình huống của Huy Con. Huy Con và phát bóng trước đó của Tú FC cũng rất tốt. Bóng đi thẳng vào vị trí của đối trưởng Đinh Văn Phương. 5-0. Một tốt rồi. Và pha bóng vừa rồi của Quý FC đã điểm số dành cho bên phía của đội chủ nhà Hiếu Hải. 6-5. Tại đó là duyên nợ sang vị tư. Duyên nợ. Ôi cơ bỏ cạch. Tiếp tục sẽ là tình huống phát bóng của Tú FC. Quá. Ôi dồi ôi, Tú ơi là Tú. Vị trí suy hại cả một. Đinh Phương. Một tốt. Và đó là pha đá bóng tốt đến từ vị trí của Đinh Văn Phương. 6-0 dành cho bên phía của team Vũ Arsenal. Huy Con. Và đó là tình huống bóng đá đẹp trực tiếp. Huy Con. Và bóng tốt của
của chàng trai đến từ Hải Phòng. 7-6 dành cho bên phía của Team Vua Xe Đàn. Tối ngày cái quay. Bóng đang chân thế nào? Cứ Tú MC mà bem à. Rất căng thẳng. Theo Tú khi chắc chắn là trong những trận đấu quan trọng như thế này, trận đấu đấu loại trực tiếp. Dấu tròn tiền quay. Lại tranh cãi anh em nha. Vì như vậy là quyết định cuối cùng của trọng tài là bóng trong sân anh em nha. Anh em ơi. 16. Team cam còn nha bạn ơi. Bóng thủ đội 1 tốt. Trường Anh Ca. Bóng trong sân. 8-6 dành cho bên phía của team Vũ Sinh An. 8-6 cho Vũ Sinh An. 8-6 được ghi về cho Vũ Sinh An. Sau pha lấp chắn quá tuyệt vời rồi. Vũ Sinh An vượt qua ghi 2-1. Lần này thì anh lại phát bóng đi sang ngoài rồi. Đối điểm ra cho bên phía của đội chủ nhà Hiếu Hải. Cú phát bóng rất căng và vòng thủ 11 tốt của Huy Còn. Ôi ông bầu chơi chết. Vâng, luôn luôn cuộc xịt. Tình huống rất đẳng cấp đến từ vị trí của Huy Văn Phương. Chắc chắn không tin ai cả. 97 rồi. Hiện tại những trận vào tứ kết thì mình đều có quay máy quay nha anh em. Cho nên là khi nào mình sẽ cố gắng edit lại chất lượng. Nhìn đây. Và là bóng tốt của Trường Ai Ca. Tình huống chuyền bóng rất tốt của Anh Kiệt. Bạn thấy như thế nào? Chàng trai trẻ người đang kế thừa vị trí của Võ Minh Long. Thêm một tình huống phát bóng của Tú FC. Bóng một tốt. Tiếp tục là Đinh Văn Phương. Tình huống bắt đầu thành công rồi. Điểm số bây giờ là 9-0. 9-0 dành cho bên phía của team Hiếu Hải. Số 9-0. Quá gây cấn anh em ơi. Mặc dù đây là một trận một kịch bản. Xin thông báo, ban tổ chức xin thông báo, những trận đấu như thế này không dành cho những khán giả yếu tim. Và khán giả nào yếu tim có tiền sử bệnh tim thì các bạn có thể mua thuốc trợ tim. Một tốt của Quý MC. Quý MC. Vâng, pha xử lý lột chắn cực khéo của chàng trai đến từ Phú Yên. 10-0. Và điểm số hiện tại đã là 10-0. Bộ một tốt của Huy Con. Và đó là tình huống đất bóng tốt của Sina Kamok. 11-10. Bóng bay. Bóng bay. Rồi. Quý MC. Tiếp tục là Quý MC. Và anh lại tiếp tục với điểm số thứ 11 dành cho bên phía đội chủ nhà Hiếu Hải. Mười một đều. 11 tốt của Huy Con, Đinh Văn Phương. Không vượt lại đã về rồi. Quý MC. Thực sự ở trận đấu này cho bên phía của đội chủ nhà Hiếu Hải. Như sung anh em ạ. Với chủ nhà thì mình nghĩ Trần Đình Quý, Trần Đình Tú có thể lách được chắn. Còn muốn bốn họ đã không quá xa lại nhau ở những giải đấu của đội mình. Anh em cố gắng lay mạnh giúp mình với anh em ơi. Chuyền đây, Đinh Văn Phương. Và pha xử lý quá khéo của chàng trai này. 12-0. 12-0. Nhảy luôn.
sang mình chụp căng thẳng ở trận đấu trước. Bóng một tốt của Tú FC trở lại cả. Bóng vẫn còn. Bóng vẫn còn. Phục vụ quá hay của Tú FC. Và lại là tình huống phá trận thành công của Tú FC. Của Tú FC bóng chạm trán ra ngoài. Thực sự hiệu suất. 13-12. Có thể trường Ai Cả anh ấy trẻ hơn, khỏe hơn, bật cao hơn Quý MC. Nhưng sự già dơ và lọc lõi, sự tinh quái và khôn khéo của Quý MC vẫn đang là một cái điều gì đó để cho các chàng trai trẻ của chúng ta cần phải học tập. Liên tiếp là những tình huống xử lý tốt của Quý MC ở vị trí bên này. Phát bóng rất mạnh. Quý Quân kịp không? Không được. Mười ba đều. Bóng đã xử lý quá ngon kinh nghiệm đến từ vị trí của Đinh Văn Phương. Và bóng vừa rồi thật sự. Ném ngập. Đinh Văn Phương đối đầu với lại anh Kiệt, hai chàng trai trẻ. Cú bóng vừa rồi rất rõ ràng luôn anh em. 14-13 dành cho bên phía của đội chủ nhà Hiếu này. Rồi, Đinh Văn Phương. Chưa được. Vẫn chưa kết thúc, tiếp tục là Đinh Văn Phương. Và bây giờ là trở lại với pha phát bóng của Huy Con. Liệu Huy Con có làm nên việc lớn hay không? Bóng đi ra ngoài. Bóng đi ra ngoài.